Hôm nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên biến động giằng co trong ngày cơ cấu quỹ ETF. Cụ thể là trong phiên thì VN Index đã có sự xanh nhẹ khi mà bật tăng 3 điểm. Tuy nhiên, chỉ đi ngang trong phần lớn thời gian sau đó và đến 14 giờ chiều thì thị trường đã bất ngờ có cú sụt giảm mạnh nhưng ngay lập tức đã lấy lại được gần hết số điểm. Kết thúc phiên giao dịch thì VN Index đóng cửa mức 1.282,02 điểm, giảm 0,28 điểm, tương ứng với 0,02%. VN30 thì đóng cửa ở mức 1.319,93 điểm, giảm 2,43 điểm, tương ứng với 0,18%. Nhóm công nghệ và cảng biển thì tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong khi đó thì dịch vụ tài chính, bất động sản và ngân hàng vẫn cho thấy sự ảm đạm. Về phân tích kỹ thuật thì VN Index đã có phiên thứ tư liên tiếp giữ được ở ngưỡng hỗ trợ là MA20. Nhiều khả năng là xu hướng sideways trong thời gian tới sẽ vẫn được giữ nguyên và thị trường thì đang chờ đợi những tín hiệu mới từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Thanh khoản thị trường thì tiếp tục ở mức thấp cho thấy tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Cụ thể hơn về tình hình cổ phiếu thì nhóm công nghệ tiếp tục là đầu tàu của VN Index với FPT chính là ngôi sao sáng nhất khi đã vượt đỉnh thời đại và đóng cửa tăng 2,1%. FPT thì đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp bất chấp đá bán ròng của khối ngoại sau khi kết quả kinh doanh 5 tháng của doanh nghiệp này được công bố tăng trưởng tích cực. Dòng tiền thì cũng có sự lan tỏa sang các cổ phiếu cùng nhóm công nghệ khác như là LC tăng 3,4%, ITD 3%, ICT 1,3% hay là CMG tiến 1%. Bên cạnh đó thì nhóm cảng biển, vận tải và logistics tiếp tục đã nối dài chuỗi ngày thăng hoa trong bối cảnh giá cước container đã tăng nóng thời gian gần đây với nhiều cổ phiếu xanh tím như là MVN tăng trần, VNA tăng trần, SGB tiến 11,5%, HAH tăng 2,6% và VOS cũng tiến 0,8%. Nổi bật nhất có thể kể đến chính là cổ phiếu MVN khi mà đã có phiên tăng trần thứ 11 liên tiếp để giúp cho cổ phiếu này có mức tăng tới 274% chỉ trong vòng 3 tuần, đồng thời còn giúp cho cổ phiếu này có vốn hóa thị trường cao nhất trong ngành cảng và vận tải biển. Bên cạnh đó thì vào ngày 1 tháng 7 tới đây thì công ty cổ phần vận tải biển Vinaship sẽ chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu và theo đó thì họ dự kiến sẽ phát hành 14 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ là 70%. Tương ứng là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới. Một cái tên đáng chú ý ngày hôm nay đó là Liên Việt Postbank khi là cổ phiếu nổi bật trong dòng ngân hàng và ngược chiều tăng 6,5% khi kết phiên. Đà tăng của cổ phiếu này trong ngày hôm nay thì được đóng góp rất nhiều từ lực mua của khối ngoại khi mà họ bất ngờ mua dòng tới gần 43 tỷ. Trong vòng 3 tháng thì cổ phiếu này đã có mức tăng tới 67%. Cũng ngược chiều dòng ngân hàng thì có thể kể đến một số mã khác như là SSB tiến 2,2% hay là BID tăng 0,2%. Mới đây thì Norfund là quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của chính phủ Na Uy thì đã quyết định đầu tư vào SeaBank 30 triệu đô la Mỹ dưới dạng khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của SeaBank trong vòng 4 năm. Cổ phiếu này thì cũng đã có mức tăng ấn tượng là 10% trong vòng 7 phiên liên tiếp. Nhóm thép thì có sự phân hóa rõ rệt khi mà chỉ có nhóm vốn hóa vừa và nhỏ là bật tăng mạnh như là TVN tăng trần, GDA tiến 8,7%, TLH tăng trần, SMC tăng trần và VGS tiến 3,2%. Nhóm bán lẻ thì cũng tăng điểm nhờ vào sự đóng góp chủ yếu đến từ FRT khi tăng 2,2%, DigiWorld 1,4%, PET tiến 1%. Và đáng chú ý đó là FPT Retail đã vượt đỉnh thời đại cùng với mức tăng 82% kể từ cuối tháng 11 năm ngoái. Và mới đây, HOSE đã công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện cấp margin với rất nhiều những cái tên tăng mạnh trong thời gian vừa qua như là HVN, VTP, PTP và trong đó thì có cả FRT. Một số cổ phiếu tăng điểm mà quý vị cần chú ý khác thì còn có Lộc Trời tăng 3,6%, PLX 2,4%, GVR 1,6%, SSC 1,5% và DGC cũng tiến 1,4%. Ở chiều ngược lại thì nhóm ngân hàng tiếp tục cho thấy tình hình ảm đạm với nhiều cổ phiếu giảm điểm như là HD Bank giảm 1,9%, Techcombank mất 1,2%, ACB 1%, VIB 0,9%, TPB 0,8%. Khi mà các nhà đầu tư cho thấy là kỳ vọng không khả quan về ngành ngân hàng từ giờ cho đến cuối năm. Bên cạnh đó thì VRE và Vinhome tiếp tục dò đáy 2 năm khi mà lần lượt đóng cửa giảm 1,2 và 0,7%. Hai cổ phiếu này thì vừa bị chịu ảnh hưởng từ lực bán của khối ngoại trong suốt thời gian qua. Và chỉ trong vòng 10 phiên thì khối ngoại đã xả tới hơn 723 tỷ cổ phiếu VRE và hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu Vinhome. Nhóm bất động sản thì tiếp tục ngụp lặn trong sắc đỏ với các cổ phiếu như là Nhà Từ Liêm giảm 2%, Novaland giảm 1,5%, DIG 1,5%, Đất Xanh 0,9% hay là TCH mất 0,9%.
Một diễn biến đáng chú ý khác đó là mặc dù công bố kết quả kinh doanh 5 tháng tích cực, nhưng mà cổ phiếu P&G thì lại vẫn đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm 0,1%. Theo đó thì doanh thu thuần 5 tháng của P&G đã đạt 19.547 tỷ, tức là tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Một số cổ phiếu giảm điểm mà quý vị nên chú ý khác thì còn có Nam Kim mất 2,7%, BMP 2,1%, STK 1,9%, VHC 1,7% và Hòa Phát cũng giảm 1%. Khối ngoại thì vẫn tiếp tục có phiên bán dòng mạnh với hơn 1.040 tỷ và chủ yếu thì họ bán dòng vào các mã như là FPT giá trị 226 tỷ, VND 129 tỷ, VRE 85 tỷ, HPG 63 tỷ hay là PAO giá trị 52 tỷ. Tương tự như là thị trường cơ sở thì thị trường phái sinh cũng có biến động mạnh mẽ trong ngày hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch thì VN30 F1M đóng cửa mức 1.320,9 điểm, tăng 1,4 điểm so với phiên trước đó. Khối ngoại ngày hôm nay thì chỉ mua dòng 200 hợp đồng. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới thì chỉ số S&P 500 đã giảm điểm vào ngày thứ Năm 20 tháng 6. Sau vài phút ngắn ngủi vượt được mốc 5.500 điểm lần đầu tiên, lý do cho chiến thắng ngắn ngủi này đó là cổ phiếu dẫn đầu thị trường Nvidia thì đã xóa sạch mức tăng mà họ đã đạt được trước đó trong phiên. Kết quả cuối cùng là chỉ số S&P 500 đã lùi 0,25% xuống mức 5.473,17 điểm. Trong khi đó thì chỉ số Nasdaq Composite đã mất 0,79%, chỉ còn 17.721,59 điểm. Và chỉ số Dow Jones thì lại tăng 299,9 điểm, tương ứng với 0,77%, lên mức 39.134,76 điểm. Đáng chú ý là cổ phiếu Nvidia thì đã sụt 3,5% sau khi tăng vào đầu phiên. Cổ phiếu Darden Restaurant thì đã tiến 1,5% sau khi báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng. Bên cạnh đó thì cổ phiếu Gilead Sciences thì đã vọt 8,5% và ghi nhận phiên tốt nhất kể từ năm 2022 sau khi thử nghiệm thành công giai đoạn cuối của vaccine ngừa HIV. Chứng khoán châu Á thì đã đồng loạt giảm điểm trong ngày hôm nay và trong đó thì giảm mạnh nhất chính là thị trường Hồng Kông khi mà nhóm cổ phiếu công nghệ bị chốt lời sau đà giảm ngày hôm qua của cổ phiếu Nvidia. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ thì trưa nay ngày 21 tháng 6, giá vàng thế giới đã tăng mạnh và kéo vàng nữ trang SJC trong nước cũng tăng theo. Trong khi đó thì vàng miếng SJC ổn định và giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch. Hiện nay thì vàng miếng đang cao hơn vàng thế giới chỉ 4,54 triệu đồng một lượng và cách vàng nhẫn chỉ còn 980.000 đồng một lượng. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Paichi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé.